Chiến dịch không kích của Israel vào giải Gaza từ ngày 7 tháng 10 đến nay đã khiến gần 2.700 người chết và hơn 9.600 người bị thương. Đây là số thương vong lớn nhất trong các hoạt động quân sự của Israel vào giải Gaza kể từ khi quyền kiểm soát vùng đất này được trao trả cho người Palestine năm 2005. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel, chuẩn đô đốc Daniel Hagari ngày 15 tháng 10 tuyên bố, lực lượng này sẵn sàng chiến đấu cùng lúc trên hai mặt trận hoặc nhiều hơn thế nhằm thực hiện mục tiêu hủy diệt phong trào Hồi giáo Hamas và đảm bảo an toàn cho Israel. Phát biểu trong buổi họp báo chính thức tại Tel Aviv, chuẩn đối đốc Hagari đồng thời nêu rõ, các lực lượng vũ trang Israel sẽ không bỏ qua bất kỳ một ngóc ngách nào tại khu vực Trung Đông, ám chỉ việc có thể truy kích và tiêu diệt các tay súng Hamas ở bất kỳ đâu tại khu vực Trung Đông để phục vụ mục tiêu an ninh này. Tuyên bố của người phát ngôn quân đội Israel được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang một cách đáng lo ngại tại khu vực biên giới Israel Liban. Kể từ khi quân đội Israel phát động chiến dịch không kích vào Gaza vào sáng mùng 7 tháng 10 để đáp trả cuộc tấn công bất ngờ của Hamas vào miền Nam Israel sáng sớm cùng ngày, các cuộc giao tranh gây thương vong đã nổ ra gần như hàng ngày tại đây giữa quân đội Israel và phong trào hồi giáo vũ trang Hezbollah ở Liban. Mới nhất, trong ngày 15 tháng 10, quân đội Israel tiến hành loạt đợt không kích và pháo kích vào một số mục tiêu của Hezbollah nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng đạn cối và tên lửa chống tăng của Hezbollah vào ít nhất 8 mục tiêu của quân đội Israel tại khu vực biên giới. Tại giải Gaza, quân đội Israel tiếp tục tiến hành thêm hàng trăm vụ không kích và pháo kích vào các mục tiêu trên khắp giải Gaza. Thống kê đêm 15 tháng 10 của Cơ quan Y tế Palestine cho thấy, các cuộc bàn phá trong 24 giờ qua của quân đội Israel đã khiến ít nhất 600 người chết và gần 1.000 người bị thương.